Chipu tung bản mashup cùng Eric khiến fan bất ngờ với giọng hát live không thể hay hơn. Màn trình diễn của họ đã khiến fan hâm mộ không khỏi bất ngờ và thích thú với sự hòa quyện của hai giọng hát tuyệt vời. Chipu và Eric đã thể hiện một khía cạnh mới, khiến cho người xem không thể rời mắt khỏi sân khấu. Sự kết hợp giữa Chipu và Eric đã tạo nên một loạt bản mashup đầy cảm xúc và cuốn hút, khiến cho người nghe không thể không đắm chìm trong âm nhạc. Điều này cũng chứng minh rằng họ không chỉ là những ngôi sao nổi tiếng mà còn là những nghệ sĩ có tài năng và đam mê với âm nhạc. Eric cũng chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên anh cùng Chipu đứng trên một sân khấu. Trước đó họ từng có cơ hội hát chung tại các phòng trà. Việc họ có thể tái ngộ và thể hiện màn trình diễn ấn tượng tại đêm hội âm nhạc Shopee đã khiến fan không khỏi hào hứng và mong chờ có thể là những dự án hợp tác âm nhạc tương lai. Với màn trình diễn ấn tượng này, Chipu và Eric đã chứng minh rằng họ đích thực là những ngôi sao hàng đầu trong làng nhạc Việt. Sự kết hợp của họ không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ mà còn là một bài học về sự chuyên nghiệp và tinh thần nghệ sĩ đích thực. Sao trăng sáng hơn đôi má của em, thật đẹp đến trăng tên tung phải ngỡ gió mây. Vậy thì có sao anh đây lỡ buông tay? Vậy thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn. Chuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buông. Tự nhiên không biết vì lẽ gì cứ lại tự tìm lòi suốt thôi. Phải gõ cửa, tự vào tìm anh đi. Sẽ hòa phép giấc mơ có em, oh baby. Bài nhạc tình đang say, ở lại một đêm nay. Nào mình cùng sưởi ấm chiếc ô môi đêm, oh baby. Đang say lại một đêm nay.
Cái phần song ca của hai ca sĩ này như thế nào ạ? Mưu điểm. Không có dừng. Không có dừng. Không biết là sau bài vừa rồi thì có mời được ai vào team của Chipu và Eric không ạ? Quá trời. Wow. Có anh Thiên nè. Sao anh Thiên? Hả? Anh thấy sao? Anh Thiên thấy sao? Một cái bài phối rất là sexy luôn, hai em rất là đẹp luôn. Thế thì cho anh vào team của em được không? Ôi ơi, dễ thương quá. Cái phần trình diễn nó đẹp mắt á, nhìn nó cuốn xém ngủ luôn, kiểu mà cảm giác kiểu mình mê đắm á, cái mình cứ nằm mơ mình thấy là mình đang mình trong một cái giấc mơ. Đắm chìm đúng rồi. MC mà yếu văn quá hả? Nhưng mà thật sự mà phải nói nha, là Chipu á bước ra một cái là có một cái hào quang nữa. Hào quang gì vậy? Hào quang một gì cái này? Hào quang xinh đẹp đó chị. Trời, rất là cuốn hút. Eric bước ra là hào quang gì? Quang đẹp xinh. Cảm ơn. Quên mất là vỗ tay, quên mất là tháng phụng. Ta nói tiếng phục em đẹp, em cảm thấy như thế nào? Trả lời đi xin. Em vui. Còn hỏi 9 câu trả lời có một chữ à. Chị hỏi nhiều mà trả lời gọn quá.